Hello, what's up? Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Pita. Tiếp tục là một clip về tựa game Vampire Fall Origin các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái lưu ý quan trọng ha trước khi các bạn thực hiện tái sinh nha các bạn. Tái sinh là ở trong cái chỗ này này, cái mục cuối cùng này. Đó. Tái sinh sau khi tái sinh thì các bạn sẽ được reset toàn bộ nhiệm vụ trở lại chơi từ đầu ha. Nó sẽ cộng lên cái chất lượng trang bị, nâng cấp chất lượng trang bị sau khi tái sinh này, tăng tỷ lệ huyết thạch rơi này, cộng tỷ lệ vàng và XP này, quá nhiều luôn, càng về sau là càng nhiều ha. Các bạn muốn nhanh lên cấp thì phải tái sinh cho nó càng mạnh. Cấp độ cuối cùng là cấp độ hóa ngục đó. Tái sinh là các bạn có thể thực hiện ở chỗ Marit ha, này hang ổ đấu tay đôi của Marit này. Để thực hiện tái sinh thì bắt buộc các bạn phải làm hết tất cả các nhiệm vụ chính trong game trước ha. Cả map 1 và map 2 này. Ở map 1 thì là cái nhiệm vụ khởi nguồn. Boss của map 1 đó là con Wishmaster, các bạn có thể giết hoặc là tha cho nó ha. Còn map 2 đó là cái nhiệm vụ săn lùng Sava. Sau khi cuối cùng các bạn có thể giết Sava hoặc là bước vào hiệp định với nó thì đó là xong cái nhiệm vụ chính. Thì các bạn có thể thực hiện tái sinh, nhưng mà trước khi tái sinh đó, thì các bạn không nên bỏ qua những cái điều sau đây nha các bạn, vì khá là đáng tiếc đấy, không nên vội tái sinh ha. Đây, trước tiên đó là cái phần nhiệm vụ các bạn. Đó, nhiệm vụ chính thì đã xong ha, nhưng mà cái nhiệm vụ phụ đó là nó có tổng cộng 116 cái nhiệm vụ phụ các bạn, 116 side quest ha. Những cái nhiệm vụ này nó sẽ cho các bạn khá là nhiều XP với vàng đấy. Cho nên các bạn nên làm hoàn thành tất cả 116 cái nhiệm vụ này trước ha. Và nó cũng sẽ có một số cái nhiệm vụ khá là đặc biệt, nhiệm vụ ẩn ha. Mình cũng đã đăng trong cái danh sách phát rồi, các bạn có thể tham khảo ha. Nếu mà bỏ qua những cái nhiệm vụ phụ này thì các bạn sẽ mất một lượng lớn vàng với XP đó. Rồi, cái thứ hai là trên khắp các bản đồ cả hai map bạn, nó sẽ có rất là nhiều cái rương kho báu ha. Ở map 1 đó là rương vàng với cái rương mạnh vỡ đắc sắt, rương đá đen đó các bạn. Còn ở map 2 là rương vàng với rương huyết thạch ha, rương ngọc huyết ngọc huyết màu đỏ đó. Hai cái map này á, mấy cái rương kho báu mình đã có mấy cái bản đồ mình đánh dấu hết rồi nha. Các bạn có thể xem phần mô tả vào cái group Facebook á, vào phần công bố ha. Sẽ có tất cả vị trí mình đã đánh dấu rồi, các bạn có thể xem đó và mở mấy cái rương này. Nó có khá là nhiều vàng ấy. Còn cái mảnh vỡ đá đen thì đâu khoảng mỗi mỗi lần là 300 mấy đó các bạn, khá là nhiều. Còn map 2 đó là huyết ngọc cũng khá một số lượng tương đối lớn ha. Đó, nếu mà bỏ lỡ thì khá là đáng tiếc các bạn này. Rồi, còn cái điều thứ ba ha. Điều thứ ba là trước khi tái sinh các bạn nên đến cái map cuối cùng mua sắm trang bị bạn, túp lều của Man Pro ha, chỗ thợ rèn đây này. Tất cả những cái trang bị trong shop mà mạnh nhất là đều ở thợ rèn này ha, các bạn có thể mua ở đây đó. Tùy các bạn chơi hệ phái nào thì mua vũ khí rồi mua trang bị của phái đó, của đường đó thôi, tất cả luôn bạn. Những cái cách build đồ và cho những cái đường khác nhau mình đã có một số bài hướng dẫn ha. Mua trang bị nào các bạn có thể tham khảo những cái clip trước ha. Đó, bởi vì sau khi tái sinh đó, thì các bạn sẽ không thể, khá là mất thời gian để đến cái map cuối cùng, các bạn không có thể mua được những cái trang bị mạnh ha. Bởi vì sau khi tái sinh là quái nó rất là mạnh các bạn, đánh mà không có đồ là nó đánh mình chịu không nổi đâu. Rồi, còn một điều lưu ý tiếp theo đó là trước khi mà tái sinh á, các bạn nên đánh cái con bạo quái hàng ngày trước ha. Ở đây mình đã đánh rồi này, lát nữa mình sẽ tái sinh luôn. Bởi vì nếu lỡ các bạn tái sinh trở về chơi lại từ đầu ở cái làng Vampire này mà nó yêu cầu đánh cái con bạo quái hàng ngày ở Trondetkuven chẳng hạn, thì các bạn khá là mất thời gian để chạy qua ha. Nó chưa có mở map đó, cho nên các bạn nên đánh bạo quái hàng ngày trước rồi mới tái sinh. Đó là những điều quan trọng trước khi tái sinh hả các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện tái sinh luôn. Trước khi đi mình cũng mua mấy cái trang bị bạn ơi. Mình có 143k vàng ha. Mình đã tái sinh một lần rồi, đau đớn rồi. Bây giờ mình sẽ tái sinh lên kinh dị.
Nhưng mà giờ không biết mua đồ gì ta. Mình đang chơi đường phép ha, mình đang thiếu hai cái nhẫn với một cái vũ khí nữa là đủ rồi. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ chuyển qua chơi vật lý thôi, bây giờ đam phép nó khá là yếu rồi. Mình sẽ mua một cái để coi cái khiên mình đang xài là cái gì. Cái khiên này thì mình sẽ chơi cái vũ khí đập ha. Mình khá là chơi thích chơi đường đập, còn các bạn thích chơi đường nào thì chơi. Nếu chơi đường đập thì mua cái phá vỡ núi lửa này các bạn. Cái này khá là ngon ha. Ok, mình sẽ mua cái này. Rồi, còn hai cái nhẫn. Hai cái nhẫn mình sẽ mua 84k ha. Dư sức mua hai cái rồi. Cái này cái nhẫn vàng này, nhẫn giận dữ tuyệt vời này, nó có sát thương đập này, mình sẽ mua luôn. Rồi một cái nhẫn gì đây? Đây, nhẫn lục bảo tuyệt vời ha, nó cũng có sát thương đập này, mua luôn 33k. Đó. Rồi mình đã có ba cái trang bị rồi, để đây đi. Thì bán bớt mấy cái kia đã. Cái này để lại các bạn, sau này có thể nâng cấp được ha. Rồi vậy là xong. Mình đã làm hết tất cả nhiệm vụ rồi. Đó, còn cái nhiệm vụ giết 15 con rồng này nó quá mất thời gian cho mình không có làm nữa các bạn. Rồi mấy cái rương kho báu thì mình cũng đã mở hết rồi. Đó, bây giờ cũng không có còn gì để mà làm nữa. Còn mấy cái mê cung map 2 này nó rất là mạnh ha, sau này mình chuyển qua chơi vật lý mới có thể đánh nổi. Còn mấy cái con bào quái thế giới này thì lúc nào đánh cũng được, về sau nó cũng tương đối mạnh, cho nên mình chuyển qua chơi vật lý rồi đánh. Cái mấy cái con này nó có giới hạn, không có sợ nó bị mất ha, trước sau gì đánh cũng được cả. Rồi bây giờ mình sẽ tele qua Avan, map 1 Avan này, đi xuống hang ổ Maric tái sinh thôi. Để vô mình cất cái áo tròn các bạn cho nó bớt chặt rừng. Mình chưa vội tẩy điểm ha, trước tiên mình vẫn chơi phép ấy, chơi một thời gian khi nào thấy nó yếu thì chuyển qua chơi vật lý, mà cứ trang bị mình mua sẵn để đó thôi, không có vấn đề gì cả. Đây, hang ổ đấu tay đôi của Maric ha, nơi sẽ thực hiện cái chức năng tái sinh này. Đây, Maric ở chỗ này bạn, thì có một cái đầu lâu hình người ha, khá là kinh dị. Tương tác. Đây, các bạn chọn cái cuối cùng là tái sinh ha. Tái sinh. Kẻ truy lùng, ta cảm thấy ngươi đã trải nghiệm đầy đủ về thế giới này. Để chuẩn bị cho những gì dối trá ở trên, ta không chỉ là một kẻ kết nối của thế giới mà ngươi nhìn thấy. Tâm trí của ta vươn xa thế giới của người khác, nó xoắn và xoáy trở lại lịch sử của thế giới riêng của ngươi. Nếu kẻ truy lùng muốn, ta có thể gửi ngươi quay ngược lại thời gian một lần tái sinh. Đừng đặt hy vọng vào việc thay đổi vận mệnh của ngươi. Truy lùng đó là những thứ vượt quá khả năng của ngươi. Ngôi làng của ngươi sẽ cháy không còn sót lại gì, sẽ có sự trả giá hoặc là một phần thưởng gì đây. Mình sẽ được mạnh mẽ hơn ma dân hoang dã này, và lính gác với ý chí sắt và sức mạnh của ngọn núi tồn tại bên thời gian, chúng không bị ảnh hưởng bởi tái sinh. Mình tái sinh là trang bị và cấp độ hay là thú cưng đồ giữ lại hết ha, chỉ là reset lại nhiệm vụ tất cả từ đầu thôi, với mấy cái rương kho báu ở trên bản đồ thôi. Ok, tôi muốn biết thêm, khởi động lại nhiệm vụ này. Kho hàng lưu trữ được giữ lại này, bào quái không được thiết lập, familia và các nhiệm vụ không được đặt lại, kẻ địch khó hơn, chiến lợi phẩm tốt hơn. Ok, mình sẽ tái sinh. Rồi, quay lại từ đầu đó các bạn. Quay lại ngôi làng Vampire. Kiểu như quay ngược thời gian đó. Ok, là cái nhiệm vụ đầu tiên thôi. Chuẩn bị đánh Wishmaster thôi. Ok. Rồi, vậy là đã xong cái nhiệm vụ tái sinh các bạn. Mình đã tái sinh từ đầu ha. Tất cả nhiệm vụ nó reset lại rồi, không còn cái gì cả. Đó. Đó là tất cả những gì mình muốn nói trong cái clip này ha. Quan trọng nhất là những cái điều các bạn lưu ý trước khi tái sinh mình đã nói qua rồi, chứ không là bỏ lỡ khá là đáng tiếc. Ok, các bạn có thể cố gắng tái sinh càng sớm càng tốt ha, càng nhiều càng tốt các bạn. Cố gắng đến cái cấp độ hỏa ngục đi, khi nào xong hỏa ngục rồi các bạn
đi chuyển qua đi cái hầm ngục để mà săn cái set đồ tím cho nó mạnh rồi mới đi PvP ha, chứ không mấy cái set đồ này khá là yếu bạn, không có đánh ăn được ai hết. Rồi, clip chắc tới đây thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.